Rồi. Chào tất cả anh chị em nha. Bây giờ em không có rảnh để quay máy lên đó. Hồi nãy em mới quay gần Tanaka đó. Cái này là buổi lùa quay không rảnh quay mấy con này lên nè. Mấy này máy này chuẩn da băng nha anh chị. Con này 26200. Còn này là mấy cái này chờ lực hết nha. Này là 2620, này đời mới á. Đời mới anh chị nhìn thấy nó ngang ngang vậy không? Mấy này chỉnh da băng hết. Cái dòng đời này tum nhôm hết nha anh chị. Tum nhôm hết. Tum nhôm mới chịu nổi mấy con khúc này chứ tum nhựa chắc cháy hết. À, anh chị nhìn thấy bình xăng mới tinh không? Con này mình xăng giống tinh. Rồi, thôi em chào anh chị, để mai mốt em rảnh em rửa em đăng lên. Bây giờ mất dọn máy cho mấy người gần ở nhà. Rồi, thôi em chào anh.